hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ khi xưa và người chiến sĩ hôm nay, họ thật đẹp, mang trên mình màu xanh đất mẹ, với trái tim trong trắng kiên trung, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với trách nhiệm của một công dân, họ luôn vững bước trong đoàn quân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Sau đây là hai ca khúc Trái tim người chiến sĩ, sáng tác Trần Viết Được, do tam ca nữ thôn Đoài trình bày. Ta ra trận hôm nay, sáng tác Văn An, do tốt ca thôn Đông trình bày. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.